Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông đang diễn biến hết sức phức tạp, mới đây, lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông tối 24 tháng 1 cho biết, một tàu thương mại của nước này trên Biển Đỏ đã bị tấn công bởi 3 tên lửa hành trình của nhóm vũ trang Al-Houthi tại Yemen. Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm vũ trang Yemen do Iran hậu thuẫn đã bắn 3 quả tên lửa hành trình nhằm vào tàu thương mại mang cờ Mỹ MV Max Detroit đang lưu thông trên vịnh Aden thuộc Biển Đỏ. Quả tên lửa đầu tiên đánh trượt mục tiêu và rơi xuống biển, 2 tên lửa còn lại bị hệ thống phòng không của Mỹ tại khu vực vô hiệu hóa. Tuy nhiên, thông báo không đề cập hư hại với con tàu bị tấn công. Căng thẳng trên Biển Đỏ, giao tranh dọc biên giới giữa Israel và Liban cùng làn sóng tấn công chưa từng có nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Iraq và Syria, được cho là những hệ lụy trực tiếp từ cuộc xung đột tại giải Gaza giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas. Cuộc xung đột này bùng phát hôm 7 tháng 10 năm 2023 sau cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel sáng cùng ngày, khiến 1.200 người thiệt mạng. Quân đội Israel đáp trả bằng chiến dịch tấn công tổng lực kéo dài gần 4 tháng qua vào giải Gaza, khiến gần 26.000 người thiệt mạng và gần 64.000 người bị thương, đồng thời đẩy cuộc sống của 90% trong tổng số hơn 2,3 triệu cư dân giải Gaza vào tình cảnh cực kỳ khó khăn. Nhận định về cục diện khủng hoảng hiện nay tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Hussein Amir Abdullahian cảnh báo rằng nguy cơ bùng phát chiến sự trên toàn khu vực đang gia tăng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC News được phát sóng hôm 24 tháng 1, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran đồng thời cáo buộc chính quyền Mỹ và Israel đã gây ra cục diện hỗn loạn hiện nay tại khu vực. Theo quan chức này, chính sự thiên vị và ủng hộ thái quá của Mỹ dành cho Israel khiến cho cuộc chiến tại giải Gaza chưa thể kết thúc được. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp làn sóng không kích của Mỹ và Anh nhắm vào mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm này vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Khi nói đến sức mạnh quân sự đơn thuần, Mỹ và các đồng minh sẽ không gặp phải vấn đề gì trong việc đối phó với lực lượng Houthi đang tấn công các tàu chở hàng ở Biển Đỏ. Nhưng khi tên lửa của Houthi tiếp tục làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển và chuỗi cung ứng toàn cầu, Mỹ nhận ra rằng họ có rất ít lựa chọn tốt để ngăn chặn lực lượng vũ trang ở Yemen này. Các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ và Anh dường như không thể răn đe lực lượng Houthi, nhóm vũ trang Hồi giáo Shia ở Yemen, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Qua kênh đảo Suez ở Ai Cập, tuyến đường nối giữa biển Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương. Đó là lý do vì sao các quốc gia quyết chiến để kiểm soát tuyến đường thủy này trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Theo nhiều ước tính khác nhau, có tới 15% thương mại thế giới và 20-30% hàng hóa đến các cảng bờ đông nước Mỹ đi qua kênh đảo Suez. Kênh đào này luôn tiềm ẩn nguy cơ, bằng chứng là khi tàu container khổng lồ Ever Given mắc cạn vào năm 2021 đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu trong nhiều tuần. Nhưng vấn đề hiện nay không phải là kênh đào Suez, mà là những mối đe dọa đối với tàu thuyền khi đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab El Mandeb, giáp với Eritrea, Djibouti ở phía Tây và Yemen về phía Đông. Eo biển Bab El Mandeb chỉ dài 112 km và rộng 32 km, nằm trong tầm bắn của tên lửa chống hạm phóng từ đất liền, máy bay không người lái và thậm chí cả đạn pháo tầm xa. Không giống như những con đường cao tốc, sẽ không có đường tránh nếu eo biển này bị chặn. Vũ khí chống hạm hiện đại rất mạnh mẽ, nhưng ngay cả một nhóm vũ trang cũng có thể vận hành chúng. Máy bay không người lái thường có giá rẻ và một chiếc UAV cỡ nhỏ cũng có thể gây ra thiệt hại cho một con tàu lớn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Houthi có nhiều loại tên lửa diệt hạm, chủ yếu là từ Iran và các mẫu cũ của Liên Xô và Trung Quốc. Tên lửa hành trình chống hạm bao gồm P-21 Termit từ thời Liên Xô và C-801 của Trung Quốc, tầm bắn 130 km, Ghadi tầm bắn 300 km và Kuzdetkong được cho là có tầm bắn lên tới 800 km của Iran. Houthi cũng có tên lửa đạn đạo chống hạm do Iran sản xuất với tầm bắn khoảng 480 km, cũng như nhiều loại UAV. Các tên lửa nói trên được phóng từ bệ phóng di động, có thể nhanh chóng thay đổi địa điểm. Chúng có thể bắn một tên lửa rồi chạy trước khi Hải quân Mỹ xác định chính xác vị trí phóng và tấn công đáp trả bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Houthi đã quen với những chiến thuật này từ cuộc chiến kéo dài 9 năm với liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Yếu tố địa lý góp phần làm tăng thêm mối đe dọa từ kho vũ khí của Houthi. Cách phòng thủ tốt nhất của các con tàu không phải là pháo hay thiết bị gây nhiễu mà là không gian mở rộng. Ngay cả một tàu sân bay khổng lồ cũng khó bị phát hiện giữa đại dương bao la. Radar trên tàu cũng chỉ có thể quét được một khu vực nhỏ. Đó là lý do vì sao Mỹ và nhiều quốc gia khác nhau đầu tư rất nhiều nỗ lực vào vệ tinh, máy bay tuần tra và cảm biến. Mục đích là để cung cấp dữ liệu theo dõi thời gian thực nhằm dẫn đường cho tên lửa đến một con tàu đang di chuyển. Tuy nhiên, eo biển Bab El Mandeb chỉ rộng 32 km, có nghĩa là có thể theo dõi tàu thuyền trong khu vực này bằng radar mặt đất, các tàu nhỏ, UAV, thậm chí bằng ống nhòm từ trên một điểm cao chỉ là một ngọn đồi. Một trong những lợi thế vô cùng quan trọng của Houthi là sự hậu thuẫn từ Iran. Iran từ lâu đã hỗ trợ vũ khí và tài chính cho Houthi, một trong mạng lưới các nhóm ủy nhiệm của Tehran trên khắp Trung Đông, cùng với Hamas và Hezbollah của Liban.
Vũ khí mới từ Iran có thể thay thế những vũ khí mà Houthi đã mất trong hàng loạt vụ tấn công của Mỹ và đồng minh. Tehran không chỉ hỗ trợ Houthi về vũ khí và tiền bạc, các tàu Iran được cho là đã cung cấp cho Houthi thông tin về hoạt động di chuyển của tàu thuyền ở Biển Đỏ. Iran có thể duy trì sự hỗ trợ lâu dài cho lực lượng Houthi, trong khi đó các biện pháp trừng phạt nhằm vào Houthi, chẳng hạn như việc Mỹ một lần nữa đưa nhóm này vào danh sách tổ chức khủng bố, dường như không có hiệu quả. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không ngăn được những vụ tấn công của Houthi ở Biển Đỏ. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Feiner ngày 21 tháng 1 cũng nói rằng sẽ mất nhiều thời gian để có thể loại bỏ vũ khí của Houthi, Mỹ sẽ đưa ra các biện pháp quân sự bổ sung. Hiện Mỹ đang tập trung vào việc loại bỏ các kho vũ khí của lực lượng Houthi với mục đích không để lực lượng này có đủ tiềm lực và năng lực vũ khí kéo dài cuộc chiến. Thưa quý vị, trong diễn biến liên quan, ngày 24 tháng 1, Liên Hợp Quốc tuyên bố việc Houthi trục xuất các công dân Mỹ, Anh làm việc cho Liên Hợp Quốc tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen là không phù hợp. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephanie Dujarric xác nhận Liên Hợp Quốc đã nhận được thông báo của Houthi về thời hạn một tháng để đưa tất cả các nhân viên là công dân Mỹ và Anh rời khỏi các khu vực do lực lượng này kiểm soát. Ông tuyên bố mọi yêu cầu nhân viên Liên Hợp Quốc phải rời đi dựa trên quốc tịch đều không phù hợp với khuôn khổ pháp lý Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc cũng cho biết thêm rằng việc trục xuất nhân viên sẽ cản trở hoạt động hỗ trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người dân ở Yemen. Do vậy, Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các cơ quan chức năng ở Yemen đảm bảo rằng nhân viên Liên Hợp Quốc có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Hiện số lượng công dân Mỹ và Anh đang làm việc cho Liên Hợp Quốc tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen vẫn chưa được công bố. Houthi đưa ra yêu cầu trên sau khi các lực lượng Mỹ, Anh không kích nhiều cơ sở của lực lượng này ở Yemen nhằm đáp trả việc lực lượng này tấn công các tàu thương mại tại Biển Đỏ, làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải toàn cầu. Cùng ngày 24 tháng 1, hãng vận tải Maersk của Đan Mạch cho biết hai tàu thuộc công ty con ở Mỹ khi đi qua eo biển Bab El Mandeb hướng tới Biển Đỏ đã phải quay lại và không thể tiếp tục hành trình đã định sau các vụ nổ gần tàu. Hải quân Mỹ đang hộ tống hai tàu trở lại Vịnh Aden. Tất cả thủy thủ đoàn và hàng hóa đều an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tổng hợp quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.